Chào mừng quý vị đến với bản tin 60 giây của Vietnam Plus News. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau. Sự thật vụ quốc cơ quốc nghiệp vừa chạy xe mô tô vừa làm xiếc. Ngọc Trinh có thể bị đưa vào danh sách đen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Định danh số nhà sẽ giúp minh bạch hóa thị trường bất động sản. Giảm phí cấp đổi giấy phép lái xe, hộ chiếu trực tuyến từ tháng 12. Nga chặn đứng toán biệt kích Ukraine vượt sông Dnipro. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ không xử lý hình sự vụ nghệ sĩ quốc cơ quốc nghiệp vừa chạy xe vừa xiếc chồng đầu giống như vụ của người mẫu Ngọc Trinh, do hai sự việc có bối cảnh khác nhau. Clip của quốc cơ quốc nghiệp diễn ra cách đây vài tháng trong khu vực được rào chắn cẩn thận. Cơ quan công an xác định đây là nội dung được quay để làm quảng cáo cho một dòng xe. Hai nghệ sĩ vừa chạy xe vừa xiếc chồng đầu đều có sự giám hộ bảo hộ kỹ lưỡng của các thành viên đoàn làm phim. Clip quảng cáo được đăng tải đã cắt bỏ bớt các phần như dây bảo hộ người giám sát, do đó khi mọi người xem đoạn clip đều không nhìn thấy hậu trường phía sau. Quá trình dàn dựng clip trên và khi chiếu lên công chúng, phía đơn vị sản xuất cũng đính dòng chữ vào clip, được thực hiện bởi nghệ sĩ chuyên nghiệp trong khu vực được kiểm soát, vui lòng không thử theo bất kỳ hình thức nào. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết đang xem xét đưa Ngọc Trinh vào danh sách đen. Trước đó, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết sẽ phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng danh sách đen gồm những người sai phạm mà cơ quan quản lý nhà nước không khuyến khích các nhà quảng cáo hợp tác ủng hộ. Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử sẽ tiến hành chặn các tài khoản vi phạm không cho xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội. Những video biểu diễn các tư thế nguy hiểm khi điều khiển xe phân khối lớn trên đường phố của Ngọc Trinh gây tác động xấu cho cộng đồng bởi nữ người mẫu có sự ảnh hưởng nhất định đối với giới trẻ trên mạng xã hội. Lãnh đạo Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội cho biết đã tham mưu về giải pháp giúp minh bạch thị trường bất động sản thông qua định danh số nhà. Việc định danh số nhà, số căn hộ giúp minh bạch được chủ tài sản có bao nhiêu bất động sản, địa chỉ nhà ở, số căn hộ. Phía bưu điện có sẵn thông tin về số nhà, cảnh sát khu vực có dữ liệu về hộ khẩu và Bộ Công an còn có dữ liệu về dân cư, giấy tờ nhà đất. C06 sẽ phối hợp cùng bưu điện để liên thông dữ liệu, sau đó định danh số nhà. Bộ Công an kỳ vọng kế hoạch này sẽ được triển khai, tiết kiệm được nhiều chi phí cho nhà nước khi tận dụng được dữ liệu có sẵn, không phải chờ làm sạch dữ liệu về bất động sản. Thời gian qua, việc đánh số nhà ở nhiều nơi, nhất là nhà trong ngõ tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh không theo quy tắc, gây khó khăn cho người dân. Từ ngày 1 tháng 12 năm 2023 đến hết năm 2025, Bộ Tài chính giảm phí cấp mới cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến từ 135.000 đồng xuống còn 115.000 đồng một lần. Cụ thể, khi cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến, người dân chuẩn bị đầy đủ giấy tờ theo quy định, trong đó có tài khoản trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia hoặc tài khoản VNEID cấp độ 2. Sau khi đã chuẩn bị xong các thủ tục giấy tờ như quy định, người đổi giấy phép lái xe truy cập vào trang web của dịch vụ công và thao tác trực tuyến. Trong hai năm 2024-2025, công dân Việt Nam nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu trực tuyến cũng sẽ được giảm phí 10% so với hiện hành. Mức phí cấp mới hộ chiếu trực tuyến hiện nay là 200.000 đồng, cấp lại do bị hỏng hoặc mất là 400.000 đồng. Việc giảm các khoản phí nêu trên nhằm khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, các nhóm biệt kích Ukraine đã bị lực lượng Nga chặn đứng khi đang cố gắng vượt sông Dnipro trong ngày 22 tháng 10. Đồng thời, phía Moscow cũng tuyên bố đã tiêu diệt một số nhân viên phá hoại các thiết bị vượt nước cùng một số phương tiện khác của Ukraine. Tờ New York Times nhận định các hoạt động vượt sông Dnipro diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang hy vọng có thể tận dụng các tên lửa tầm xa mà Mỹ mới cung cấp để nhắm vào các căn cứ không quân, các kho đạn dược và trung tâm chỉ huy của Nga ở miền nam Ukraine, những địa điểm vốn nằm ngoài tầm bắn của hầu hết các loại vũ khí của Kiev. Cũng theo New York Times, nếu Ukraine có thể thiết lập một vị trí an toàn ở khu vực thành phố Dnipro nằm bên cạnh con sông cùng tên, thì điều này sẽ khiến các mục tiêu của Nga ở bán đảo Crimea bị đe dọa nhiều hơn. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 60 giây hôm nay. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.